Vào 23 giờ đêm qua, các tàu 467, 471 vùng 4 Hải quân đã đến khu vực tàu cá QNA 90129TS gặp nạn và nhanh chóng triển khai các phương án cứu nạn. Từ đêm qua đến nay, các tàu đang tích cực tìm kiếm tàu cá và ngư dân mất tích trong khu vực nhưng chưa phát hiện được ngư dân. Hiện nay thời tiết tại khu vực này đang tốt dần lên, tạo điều kiện thuận lợi hơn cho công tác tìm kiếm cứu nạn. Trong sáng nay, tàu 735, Hải quân 128 Hải quân cũng sẽ đến khu vực tàu cá QNA 90927 gặp nạn. Trước đó vào ngày 16 tháng 10, hai tàu cá tỉnh Quảng Nam gặp nạn, bị sóng đánh chìm trên khu vực biển Trường Sa. Đến chiều 18 tháng 10, vẫn còn 13 ngư dân bị mất tích. Quân chủng Hải quân điều động 3 tàu đi cứu nạn các ngư dân. Cũng trong chiều qua, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký công điện 970 CDTTG yêu cầu khẩn trương tìm kiếm, cứu nạn ngư dân trên hai tàu cá bị chìm tại khu vực đảo Song Tử Tây.